xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và xin thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Huy, trụ trì Chùa Đầu Ngự, sẽ tiếp tục chia sẻ và giảng giải đến quý vị về những giáo pháp vi diệu của Đức Phật qua Kinh Trung A Hàm, Phẩm Vương Tương Ưng, Kinh Ngưu Phấn Dụ. Chúng con rất mong qua những chia sẻ của quý Hòa Thượng sẽ giúp quý vị hiểu sâu hơn về lời Đức Phật dạy để có một đời sống tâm linh thật an lạc. Và giờ này xin mời quý vị hoan hỷ lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, dạ chúng con kính chào quý thầy. Di Đà Phật xin chào đạo hữu nhà Nguyên Huy và chúng con xin đảnh lễ Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Dạ, kính bạch thầy, thì trong kinh Ngưu Phấn Dụ của Phẩm Vương Tương Ưng thì Đức Phật có dạy là này thì kheo, cũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ, bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Cũng như vậy, không có một tí giác, tưởng, hành, thức nào thường trụ, bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Dạ, vì sao? Dạ, nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Dạ. Thưa quý vị, một thời Đức Phật cũng ở tại nước Xá Vệ. Thì ngồi giữa đại chúng đó, thì tên là tên kinh hôm nay chúng ta giảng giải tức là Ngưu Phấn Dụ, tức là cái bột phân trâu hay là cái phân trâu, dụ và cái phân trâu. Thì bên cạnh đó có một cái bãi phân trâu khô, thì ngài mới dùng cái móng tay ngài chích lên, mới hỏi ngài A Nan rằng tất cả các cái pháp như vậy thì nó đều có từ sắc hay là vân vân, hay là có thì nó đều biến thiên theo thời gian hết, chứ nó không còn tồn tại. Rồi sắc thọ tưởng hành thức cũng vậy, là chỉ có cái sự an vui ấy, thì nó còn trường tồn mãi mãi. Rồi lúc đó thì ngài mới nói rằng là không có một tí sắc nào thường trụ bất biến, chỉ toàn tồn tại vĩnh viễn. Chứ không có một cái tí giác, tức là trí giác của mình, hiểu biết của mình, tưởng hành thức cũng thường trụ bất biến, chỉ có cái lạc. Thì ngài mới nói rằng là trong quá khứ, khi một cái thời gian dài ngài làm một cái vị vua, và trong nhiều ngàn kiếp ngài sanh làm một vị phạm thiên ở trong cõi phạm kia đó, và vị đại phạm thiên đó, thì tất cả những cái phước báu ngài làm đó, nó đem lại cái an lạc vô cùng. Tức là gồm có hai cái, một là về cái sự làm lành, và hai là cái lý làm lành, thì nó mới đem lại cái an lạc vĩnh viễn trường tồn như vậy. Còn tất cả các cái thứ khác ấy, nó theo thời gian nó chuyển biến, chứ nó không có còn tồn tại ở trong tất cả chúng ta. Và cái sự an vui ấy, nó mới có sự tồn tại. Cái an vui đó thì như chúng tôi trình bày là ngài làm tất cả những việc thiện, ngài nói tất cả những việc thiện, ngài hướng dẫn dạy dỗ cho tất cả những việc thiện, rồi hành động những cái việc thiện. Nhưng mà trong cái thời gian đó, ngài nói rằng là trong thời gian đó chỉ đem lại cái phước báu cho ngài thôi, nhưng mà chưa tới cái chỗ ngài chấm dứt tất cả các cái sự sanh tử, tất cả những cái sự khổ đau. Chỉ cho tới đời này đây, ngài mới nói ra những việc để tất cả những người theo đó mà dứt trừ hết tất cả các cái sự khổ đau tới đời này. Còn nếu mà tất cả những cái thứ, thí dụ như trạng thái hình sắc của tất cả chúng ta ở nơi này, thì nó cũng đều biến chuyển. Mà như tất cả quý vị thấy là tất cả trên thế gian này nó đều tất hễ là có hình sắc thì phải chuyển biến theo cái sự vô thường, mà vô thường thì là kèm theo cái sự khổ đau. Như vậy biến dịch đó là khổ đau. Cho nên Đức Phật ngài dạy đại chúng như vậy, thì giống như một cái phân khô của trâu bò nó ỉa ra đó, thì nó cũng phải chuyển biến từ cái chỗ nhỏ nhiệm nhất, nó dẫn đến cái lớn, cái của con người. Ví dụ từ đó, từ cái cây, cái cối vậy, chứ không có bao giờ mà nó thường trụ bất biến hết cả, mà nó thường nó chuyển biến. Rồi
từ ở trong một cái hình thức, cái hình thái, cái hình sắc chuyển biến rồi, rồi cái tư tưởng, cái biết của mình nó cũng chuyển biến theo, và cái tư tưởng nó cũng chuyển biến theo, và những cái hành động, nghĩa là cái tạo nghiệp của chúng ta nó cũng chuyển biến theo đó. Rồi cái thức, cái thức của ý thức của chúng ta nó cũng sẽ chuyển biến theo, cho nó không có thường trụ bất biến. Thì Đức Phật đây Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng là nó giữa hai cái tâm, cái tâm thức và cái hình sắc bên ngoài, nó đều thay đổi chuyển biến theo cái sự vô thường, chứ không có bao giờ dừng trụ lại một chỗ. Thì như trong cái cuộc sống thì không biết cô Nhật Phương Huy có thấy biết bao nhiêu sự thay đổi không, thay đổi vô thường không? Dạ vâng, từng mỗi một, ví dụ như lúc chúng con cũng suy nghĩ là cái cuộc sống mà mình mới hôm qua, mình cứ nghĩ là mới hôm qua, nhưng mà thoáng chốc một cái mình đã thấy là cũng 10 năm qua rồi. Chẳng hạn như chúng con cũng đã về chùa, cũng được quý thầy hướng dẫn tu tập cũng rất là nhiều năm, mà thoáng chốc cũng đã là mười mấy năm rồi mà chúng con tu tập thấy sao mà nó cũng không có được tiến bộ nhiều. Thì chúng con biết chúng con có thực hành nó bị thiếu hay là nó bị sai sót ở một cái chỗ nào không, cũng như quý thầy có giảng cho chúng con trong một chương trình trước là ví dụ cũng có một số người cũng tu tập tụng kinh niệm Phật nhưng mà nó cũng có thay đổi nhiều, thì chúng con biết là nó sai sót ở đâu ạ? Dạ. Cái sai sót là cái tâm mình nó chưa định, thấy tất cả những cái thứ mà thường mình cho là vô thường, còn vô thường mình cho là thường, mình không thấy được cái sự thật của nó, mình không thấy được cái điểm yếu của nó, cho nên chúng ta vẫn cứ chạy theo cái bên ngoài không. Ví dụ bây giờ chúng ta chấp cái thân mình là có, đây là mình, ta, cái là ta. Ai mà đụng tới mình một tí là nổi sân, nổi cáu, để mình tìm cách mình trả thù, để mình tìm cách mình làm hại, đó. Hoặc là tìm cách nữa là nói đâm, nói thọc trở lại. Rồi hoặc là nếu mà không có đủ đó thì mình tìm cách mình nói những cái lời, coi như bày vẽ, nói những cái lời để cho người ta tỏ lòng thương hại. Cái thương đó mà cái thương hại chứ không phải là cái thương hại tức là ôi cái người đó bị ăn hiếp, người đó bị bức nạt hay phần nào khác. Tự nhiên cái do mình không có để cái tâm, thí dụ mình biết, thí dụ một người thân của mình qua đời, hay là một thân của người bệnh, mình biết là cái cuộc đời này nó vô thường, nó không có trường tồn, không thường trụ bất biến mãi. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta để cái tâm đó luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này vô thường, lúc nào cũng có suy nghĩ trong cái đầu óc chúng ta như vậy, thì chắc chắn rằng mọi cái việc nó không có diễn tiến như là mà đạo hữu đã suy nghĩ. Nhưng mà tự mình quên mất. Ví dụ mình biết rằng là mình đi đưa một cái đám tang của một người bạn của mình, người quen, người thân của mình, mình biết ở cuộc đời này vô thường, nhưng mà cái suy nghĩ đó nó có ngay lúc đó không chứ còn cái lúc khác thì nó quên mất, nó không có duy trì được. Cho nên cái sự nỗ lực của chúng ta nó không có quá trình là năng nổ, hoặc chỉ là hơn một chút nữa, cao hơn là như Đức Phật Ngài dạy, đó là cái sự tinh tấn của tất cả chúng ta. Còn khi chúng ta quên, chính bản thân tôi cũng vậy, khi mà tôi vô bệnh viện đi ngang qua một số nhiều người dãy đấy, người ta nằm, người ta rên, người ta la, hay là vô trong ICU, không phải là một cái giường đó mà hai ba giường như vậy, ta nằm, ta rên, ta la, ta đau, ôi, thì mình truy nhận được đây là vô thường, hãy nỗ lực tinh tấn tu. Nhưng mà rồi có lâu lâu nó cũng mệt mỏi, mình tu tập theo chương trình mình á, đi nhiều lúc á rồi nó mệt mỏi mình cũng quên đi. Cũng tu thì có lúc là tu rồi tu, nhưng mà rồi nó không phải là nỗ lực như cái lúc khác đó. Thì đó là tại sao mà nó ít đi cái sự tiến bộ. Thì muốn mà tiến bộ nó nhiều thì thường nghĩa là cái chánh niệm, nên là cái chánh định, cái chánh niệm tức là niệm cuộc đời này là vô thường, cuộc đời là luôn luôn đổi thay, cuộc đời này là luôn luôn biến dịch. Thì mình nỗ lực mình tu tập rồi tất cả những cái xấu ác nó không khởi lên. Còn nếu mà mình quên đi rồi thì cứ nghĩ gì, cái ta, người khác đó, họ nói tôi này, họ nói mỉa tôi này, cho nên bây giờ phải tìm cách lại trả thù lại. Chứ còn nếu mà suy nghĩ trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau ta có, cũng như không, cuộc đời
có không không hơn nhau ở một tấm lòng mà thôi. Thì mình dí như nói thì nó hay với mới, nó nỗ lực tinh tấn, và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ thay đổi được cái tâm niệm của chúng ta. Và khi thay đổi được cái tâm niệm của chúng ta, những suy nghĩ xấu của chúng ta, những cái lời nói xấu của chúng ta, thì nó đem lại cái sự an lạc và hạnh phúc cho mình, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính thưa quý thầy, thì trở lại câu hỏi trong bài kinh, thì Đức Phật có dạy là: Này tỳ kheo, ngươi hãy quan sát rằng tất cả những gì sở hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải mất. Này tỳ kheo, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Dạ, kính bạch thầy, thì câu hỏi này Đức Phật muốn dạy cho đại chúng, trong đó nó bao hàm những ý nghĩa như thế nào ạ? Dạ. Trong cái câu hỏi này thì Đức Phật Ngài dạy cho tất cả các cái vị tỳ kheo phải ý thức rằng tất cả từ trong quá khứ cho trong hiện tại và trong tương lai, hễ là có sắc ấy, thì nó hoặc thô hoặc tuế hoặc đẹp hoặc xấu hoặc gần hoặc xa, tất cả những cái đó thì không phải là sở hữu của ta. Mà không hữu của ta thì tất cả những cái thứ đó hãy quan sát, nghĩa là dùng cái trí tuệ quan sát nó đúng cái như sự thật, nó theo cái vô thường chứ không có hoài nghi gì cả. Ví dụ bây giờ mình thấy một con người rất là đẹp, mình chạy theo, mình thương yêu, mình nói là mình thương yêu rồi, mình không có nghĩ rằng là người kia không già hay người kia không chết, người kia không bệnh, cũng đẹp hoài như vậy thôi. Nhưng mà quan sát cái thật tướng Đức Phật đó, đây thật tướng của nó. Ví dụ như gần nhất là quý vị thấy thì chịu cái bình hoa trên bàn rất là thơm, rất là đẹp, nhưng mà nhớ bậc thánh là nghĩ rằng là rồi đây nó sẽ trở thành gì, trở thành phân hôi thối chứ không phải là cái bình hoa đẹp này nữa. Còn đối với chúng ta quan sát một cách nghĩa là trực tiếp, chỉ nhận định trực tiếp ở trước mắt mà thôi, chứ chúng ta không có nghĩ một cách sâu xa nữa. Cho nên như Đức Phật Ngài dạy đó, hãy quan sát, nghĩa là không phải là chỉ ngay trong hôm nay đâu, mà quá khứ chúng ta như thế nào, rồi trong hiện tại đây nó cũng phải thay đổi. Thí dụ như thân của chúng ta đây, nhưng mà mỗi một ngày như vậy thì biết bao nhiêu cái tế bào nó chết đi rồi nó sanh ra tế bào khác. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái thân của mình nó có hai phần, một là phần đoạn sanh tử và hai là biến dịch sanh tử. Tất cả những cái thứ đó nó gọi là biến dịch sanh tử, nó thay đổi nhưng mà chúng ta không có thấy, nó biến lần lần nó thay đổi mà chúng ta không có thấy. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy hôm nay tôi cũng vậy, nhưng mà thực tế nói gì sao anh 10 năm sau á mình nhìn thấy khác nha. Thực tế rồi, nếu người nào ngày nào cũng gặp nhau, ngày nào cũng gặp nhau anh thấy cũng vậy, chị thấy cũng vậy, cô thấy cũng vậy thôi chứ nó không có gì. Nhưng mà ở trong đó nó đã mỗi một ngày như vậy, hàng ngàn triệu cái tế bào nó chết đi nhưng chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta cho đó là tôi vẫn bình thường, vẫn khỏe mạnh như vậy thôi. Còn cái phần đoạn sanh tử tức là chết đi, nó thay đổi cái thân hình này, nó chết đi để mà nó phải đầu thai, nó sanh vào cái nơi nào mà chúng ta đã tạo cái nhân, nó sẽ trổ lại cái kết quả đó. Cho nên Đức Phật Ngài đó, cho nên hoặc là thô hoặc là tế hoặc bên ngoài bên trong, quá khứ vị lai hiện tại, vân vân, hoặc xấu hoặc tốt hoặc gần hoặc xa, tất cả những chúng ta thấy đó đều là cái gì, không phải sở hữu của tất cả cái đó, mà hãy dùng cái trí tuệ để quan sát, để biết được cái điều này nó chân thật như vậy. Thí dụ bây giờ có một cái bàn đây, cái bàn đây một ngày nào đó nó cũng sẽ tiêu diệt khi bị mối bọt nó ăn, hay là bị mưa nó xuống, hoặc là có một người chủ nào đó không thích bàn này nữa, có cái bàn nào đẹp hơn đó người ta đem vắt rồi kia, nó thay đổi. Cái lúc đó cái bàn này nó không có còn gọi cái bàn, những cái khúc gỗ hư của mục bỏ ở ngoài kia thôi. Thì Đức Phật muốn rằng chúng ta hãy nhận chân được cái điều này, mà không phải ngay trong hiện tại mà quá khứ và tương lai nữa, thì tất cả những cái sự vật đó để chúng ta biết, để chúng ta tu tập đó. Còn nếu mà chúng ta không có biết cứ là cái này là sở hữu của ta, cái kia là sở hữu của ta, mà mình cứ chấp như vậy thì nó làm cho chúng ta khổ sở trôi lanh mãi ở trong cuộc sống này. Cho nên Đức Phật Ngài muốn rằng hiểu được cái sự thay đổi biến dịch của cái sự vô thường, tất cả các thứ Ngài đã kêu tất cả các cái vị tỳ kheo, và đặc biệt nhất là kêu Ngài A Nan để dạy cái vấn đề này đó. Thì khi mà đã bị chi phối bởi vô thường thì
nó khổ. Và khi khổ thì nó biến dịch, nó thay đổi luôn, chứ nó không có nằm im một cái chỗ đó. Đó là cái điều mà Đức Phật Ngài dạy, đừng có cho rằng cái này là của ta, cái này sở hữu của ta, cái kia là sở hữu của cái kia. Nó không phải như vậy. Để mình rõ được những cái cuộc sống này, để mình khỏi cố chấp bám víu vào những cái thứ đó, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch thầy, thì trong cái lời Đức Phật dạy vừa rồi có một cụm từ là tứ như ý túc. Vậy tứ như ý túc là gồm những cái gì ạ? Tứ như ý túc thì thật giả là gọi rằng là tứ thần túc. Tứ như ý túc là bốn điều ước nguyện phải đạt được như vậy. Bốn điều ước nguyện đó thì tạo được cái điều đó, mong muốn này, để mà dứt trừ tất cả các cái vô minh, để đạt được cái sự giải thoát. Đó là thứ nhất là dục như ý túc, thứ hai là tinh tấn như ý túc, thứ ba là tư duy, tức là niệm tư duy như ý túc, và thứ tư là niệm như ý túc. Dục tinh tấn niệm định, có chỗ nói là dục tinh tấn niệm định, nhưng mà chỗ giải thích đó là cái dục và tinh tấn, rồi tư duy và niệm như ý túc. Đó là bốn cái thứ mà gọi rằng là tứ thần túc. Những cái mà nó tinh vi, nó đem lại những cái sự giải thoát, đem lại nhiều cái sự an lạc cho hành giả tu hành. Nếu hành giả tu hành đạt được tất cả những bốn cái này, đủ bốn cái này, thì mau chóng diệt được cái sự vô minh, mau chóng đạt đến cái bờ giải thoát. Đó là bốn thứ, thưa quý vị. Dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ, kính bạch thầy, dạy Đức Phật có dạy tỳ kheo phải tu như thế nào để được đạt được thánh quả ạ? Muốn đạt được cái thánh quả thì như Đức Phật cũng dạy trong đó, tri nhận được tất cả các cái điều này rồi á, thì hiểu rằng là cái sự mong muốn của mình ở đây, hồi như những cái bài trước thì chúng tôi có trình bày về cái ham muốn, cái khao khát đó là những cái hại, những cái phiền não. Nhưng mà đây tại sao nói dục như ý túc? Như ý túc đó, tức là phát nguyện, nghĩa là phát nguyện thọ trì bất cứ cái giá nào, bất cứ cái điều kiện nào. Phát nguyện nghĩa là tu tập, nghĩa là mong muốn cho thành tựu được, dù đời này đời sau vân vân, dù có tất cả những cái điều gì ngăn cản đi nữa, nó cũng phá hoại được cái sự mong muốn mà đạt được cái sự giải thoát của mình, không? Tức là mong muốn làm tất cả những cái điều lành. Cái dục này là dục muốn tu hành thành đạt, để đạt tới những cái điều mà ước nguyện của mình thành tựu. Thường ở ngoài đời người ta cũng có nhiều ước nguyện lắm, nhưng phải không đâu, nhiều lắm. Nhưng mà rồi họ ước nguyện cái gì? Ước nguyện có vợ đẹp, con xinh, có nhà cao, cửa rộng. Nhưng mà ở đây ước nguyện tới cái ước nguyện làm tu thành Phật, giải thoát tất cả cái khổ đau của mình. Rồi tinh tấn như ý tức, thì tinh tấn gần như là phải giữ gìn cái ý của mình, dù hả có khổ đau, dù có bị nhiều cái thứ ngăn cản, chuyện đại chuyện khác, vân vân. Thì đó là cái sự tinh tấn nỗ lực đời này đời nọ, chứ không phải là chỉ một vài phút. Đây là cái điều kiện mà tốt và thuận lợi cho mình thì mình càng nỗ lực, và cái khác là nó ngăn chặn mình thì mình càng nỗ lực hơn để giết tận cùng các cái sự vô minh, dứt tất cả hết đó. Thì có như vậy thì mới vấn đề thứ hai và thứ ba, tức là cái tư duy ấy, khi mà chúng ta tư duy quán chiếu tất cả các pháp tu tập một cách thông suốt, chứ không có ngăn ngại gì cả, thì cái tư duy như này, mỗi ngày chúng ta phải tư duy tất cả các việc lành, làm tất cả các việc lành. Giống như là quý vị ở tiếng Anh sanh ở Mỹ thì quý vị không có cặp gừng hỏi một tiếng, ví dụ như quý vị quen how are you, rồi cái đương nhiên là chắc chắn là fine thanks and you, thì cái câu hỏi không có ngập ngừng gì đó. Thì đó là cái vấn đề mà tư duy, tức là không có sai một từ, không có sót một chữ trong cái vấn đề tu tập, trong cái vấn đề nói năng, trong cái vấn đề dạy dỗ cho tất cả mọi người. Và cái niệm như túc đó, tức là dùng cái trí tuệ để quan sát,
để niệm, để nhớ nghĩ tất cả những vấn đề này. Và thứ đến nữa thì phải quan sát rằng là nhàm chán cái sắc và nhàm chán cái giác, tức là cái hiểu biết của mình và cái tư tưởng, cái tưởng tượng của mình, rồi cái hành thức cũng vậy, cho nhàm chán. Cho nên phải tu để được cái vô dục. Vô dục tức là ở đây nó ngược lại với cái dục kia, là không có tham tài, không tham sắc, và danh tham thực tham thùy, ngược lại như vậy. Thì nó đạt được cái giải thoát rồi á, thì khi mà chứng được quả thánh, tức là như Đức Phật Ngài dạy là sự sanh đã dứt phạm hạnh đã lập, những cái việc cần làm đã làm xong, không có thọ vào cái thân sâu. Như vậy thì cái sự nỗ lực của chúng ta để dứt trừ về cái đắm ở cái vô dục, tu đạt được nhàm chán vô dục, thì nó đem được cái an lạc giải thoát cho mình. Cho nên giữa hai cái chữ dục á, quý vị phải phân tách rõ ràng. Đó là những cái phương pháp tu mà Đức Phật dạy ở trong kinh, bài kinh này, thưa quý vị. Dạ, dạ, chúng con kính cảm ơn quý thầy. Dạ vâng, thì chúng con vẫn còn rất là nhiều thắc mắc, nhưng mà rất tiếc là thời lượng chương trình đã hết, thì chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tới. Mọi thắc mắc về nhu cầu tâm linh cũng như những ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Điều Ngự hoặc Chùa Diệu Pháp ở số phone hiển thị trên màn hình. Và chúng con kính chúc quý vị vô lượng an khương, bồ đề tâm kiên cố. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật tùy khác màu.